Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay. Và trước màn hình của cô chú anh chị và bạn, đây là những hình ảnh của cái cầu sông Trò, như là con sông Trò chạy ngang qua ở địa phận này. Đó là những hình ảnh của khu vực xã Diên Xuân, Diên Khánh ngày nay. Đây là cái cầu sông Trò này quý vị. Trong những cái cầu cũng mới được xây dựng và rất là đẹp. Thì cái cầu sông Trò này nó được xây dựng từ khoảng tháng 5 2019 quý vị, đến tháng 8 năm 2020 là nó hoàn thành rồi. Và cái tổng cái mức đầu tư là khoảng 50 tỷ. Cầu này nó cũng không có dài lắm, nó tầm khoảng 132 m, chiều rộng thì khoảng 10 m rưỡi, nhưng mà nó cũng là một cái cầu cũng rất là quan trọng rồi, cho người dân có thể đi lại an toàn khi vào mùa mưa lũ rồi vậy. Thì trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh khu vực xã Diên Xuân. Đoạn đây là đi qua trung tâm của xã Diên Xuân quý vị. Diên Xuân ngày nay cũng khá là phát triển. Nó nằm về phía tây bắc của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Và nó giáp với một số xã khác như là Diên Lâm nữa vậy, giáp với xã Diên Lâm này của huyện Diên Khánh này, rồi xã Khánh Trung thuộc huyện Khánh Vĩnh, rồi giáp với xã Diên Đồng. Diên Đồng là cũng thuộc huyện Diên Khánh luôn. Thì ở khu vực của xã Diên Xuân này thì nó cũng chia làm khoảng 4 xã vậy, 4 thôn vậy. Là thôn Xuân Đông này, Xuân Trung này, Xuân Nam và Xuân Tây. Nó đến Diên Xuân thì trên địa bàn có đường tỉnh lộ 8 đi qua hai cái thôn, đó là thôn Xuân Trung và thôn Xuân Đông, khoảng 4 km, và nó kết nối đi về trung tâm hành chính của huyện Khánh khoảng 18 km, về thành phố Nha Trang thì cũng khoảng 33 km về phía đông nam vậy. Diên Xuân nó cũng giống như một cái xã miền núi vậy. Ở đây thì em thấy cũng trồng những cây ăn trái như cây bưởi rồi nhiều, nó như là một vùng đất kinh tế mới vậy. Và ở đây thì gần trung tâm, dân cư ở thì có vẻ nó đông đúc hơn. Hai bên cũng có những cánh đồng trống, cánh đồng ruộng, rồi người dân họ cũng trồng, em thấy có trồng mía nữa. Và khi đi qua con đường tỉnh lộ 8 thì có một cái con đường rẽ vào cái hướng này. Em đang di chuyển là hướng đi vào cái Pháp viện Thánh Sơn quý vị. Em đang đi con đường này để vào bên Pháp viện Thánh Sơn nè. Đường đi qua một cánh đồng và rất là trống trải, rất là thoáng mát. Dọc đoạn này thấy trồng chuối quá trời luôn quý vị. Chuối dưới trồng dừa nữa. À, con đường đi vào có vẻ nó qua cánh đồng này có vẻ như nó hơi hẹp và rất là khó đi, đường nó cũng hư rồi.
Ở phía từ xa vì có thể nhìn thấy được đó là những hình ảnh của Pháp viện Ánh Sơn nè. Pháp viện Thanh Sơn thì mọi người cũng hay gọi là cái ngôi chùa đất sét Nha Trang vậy. Và nó được Đại Đức Giác Khoan xây dựng từ năm 206. Thì xưa kia là cái vùng đất là chùa Thanh Sơn, nhưng mà do chiến tranh tàn phá cho nên là chùa cũng đã bị hư hại rồi. Thì theo thư tịch để lại thì trụ trì chùa là Đại Đức Giác Khoan đã xây dựng ngôi chùa theo cái lối kiến trúc của Myanmar và Ấn Độ, bởi vì là từng có một thời gian là dài là tu học ở đó. Thì ban đầu là Pháp viện Thanh Sơn cũng còn khá là hoang sơ, ít người biết đến. Thì từ khi mà nhà sư trở về á và tiến hành xây dựng lại ngôi chùa thì nó mang cái dáng dấp rất là uy nghi thanh tịnh, trở thành một cái công trình cũng tâm linh khá nổi tiếng ở thành phố biển. Chung là thời điểm năm tới thì ngôi chùa đang xây dựng vậy cho nên là không có vào được. Và bây giờ di chuyển tiếp qua đây trước màn hình vì vẫn là con đường tỉnh lộ 8 nè. Đi qua đoạn này cũng quá là đẹp luôn. Cây xanh tùm. Vực này của đường tỉnh lộ 8 thì nó thuộc địa phận của xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh ngày nay vậy.
Đợt này hai bên cây xanh đẹp ghê luôn quý vị ha, rất là mát. Cái con đường tỉnh lộ 8 này nó là một trong những con đường huyết mạch đó quý vị. Di chuyển thẳng theo hướng này là cô chú chị bạn sẽ hướng ra lại trung tâm của thị trấn Diên Khánh, cũng như đồng thời di chuyển hết con đường tỉnh lộ 8 theo hướng này á, quý vị cũng sẽ ra giao lại với đường quốc lộ 1A luôn. Thì tỉnh lộ 8 này là nó có cái toàn tuyến của nó là dài hơn 48 km lận quý vị, và cái điểm đầu của nó là nó giao với quốc lộ 1A thì Diên Khánh. Có nếu quý vị di chuyển theo hướng này nè, một cái điểm cuối của nó quý vị đi ngược lại là nó sẽ ra giao lại với quốc lộ 26 thuộc địa phận của thị xã Ninh Hòa. Cho nên là cái con đường tỉnh lộ 8 này là con đường gọi là đường huyết mạch đó. Nó kết nối đi qua ba ba cái địa phương, như đi qua Diên Khánh này là điểm đầu, rồi đến Khánh Vĩnh, rồi qua đến Ninh Hòa. Con đường này cũng được nâng cấp mở rộng xuyên. Đi qua đoạn này thì nó cũng khá là láng quý vị, rất là êm luôn á. Con đường quá là đẹp, hai bên là cây xanh tùm. Đi qua đây thì không khí rất là thoáng mát và bình yên nữa. Cái lượng xe lưu thông trên tuyến đường này nó cũng khá là ít. Qua đây mà nếu như mà hết xăng hoặc bị lốp xe thì cũng bà đó vị.
Bây giờ em di chuyển qua đây thì gần với trung tâm của thị trấn Diên Khánh thì Diên Khánh hơn rồi quý vị. Vực đây thì của đường tỉnh lộ 8 thì bây giờ là nó thuộc xã Diên Sơn của Diên Khánh rồi. Qua đây thì gọi là con đường đồng khởi luôn nè quý vị. Tâm di chuyển thẳng một đoạn nữa thì vì sẽ ra giao lại với con đường quốc lộ 1. Thì khi đi ngang qua đây thì sẽ đi qua một cái giáo xứ, nhà thờ cũng khá lâu đời á, ở Diên Sơn, đó là nhà thờ Cây Vong quý vị. Chúng hình của cô chú anh chị bạn đó là những hình ảnh của quốc lộ 1A rồi nè, ngay chỗ này giao với con đường Trần Phú này. Bên tay phải vì là rẽ qua con đường Trần Phú và phía trước là gọi là cây cầu sông Cái nè, bắc ngang qua con sông Cái. Hướng này của quốc lộ 1 là sẽ đi về đi vào Nam vì còn đi ngược lại là vì sẽ đi ra Bắc. Di chuyển thẳng theo hướng này nữa là sẽ tới ngã ba Thành. Và đây là những hình ảnh của ngã ba Thành nè. Ở bên tay phải là sẽ hướng lên về lại trung tâm của Diên Khánh lên Thành. Ở bên tay trái là hướng đi Nha Trang. Còn đi thẳng là vì sẽ đi tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh vào Nam. Lúc trước khu vực đây là chỉ là ngã ba thôi. Khi có con đường cải tạo tiến mới, cái cầu vượt mới đi thẳng
để tránh đi vào thành phố cũng như là đi vào trung tâm của thị trấn, nên giờ nó thành ngã tư rồi. Và phía trước là cây dầu đôi, vị một trong những cây di sản của tỉnh Khánh Hòa. Đây là một địa điểm cũng rất là nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Và đây là những hình ảnh của đường 23 tháng 10. Hướng này di chuyển là sẽ đi xuống trung tâm thành phố. Từ vị trí này xuống thành phố thì tầm khoảng 8 đến 10 cây số nữa, vị. Ở đây thì nó thuộc địa phận xã Diên An của huyện Diên Khánh, trên con đường 23 tháng 10. Cái khu vực này gọi là cửa ngõ phía tây của thành phố Nha Trang này. Rồi đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở một video tiếp theo sau.